Boyzone. Ok em lại đây anh nấu cơm cho em nha, đừng đi ra, đi ăn ở nhà của anh, đừng có ham tiền nha em, tại vì anh không có tiền, đi làm mỗi tháng chỉ có 2 triệu thôi thì bây giờ anh sống mình sao hả em, nếu em đi ra ngoài ăn mỗi ngày bây giờ anh khổ quá em suy nghĩ cho anh được không, mình đi ăn bộ né được không, tại vì anh không có tiền, đi ăn chỗ khác nha em. Boyzone. Thì bây giờ mình chơi bài khác nha. Ok. Giờ mình chơi giặt với à? Chơi bài rồi, khác. Ok. Không có sao đâu. Hát đi. Nói đi nghe. Ok. Yeah. Anh yêu em. Yêu em. Yêu anh. Yêu anh. Anh nhớ em nhiều lắm.